Thế là để nó ra lên khoảng tầm 10-15 phân, phụ thuộc vào từ căn phòng mà rộng thì cái này nó cao hơn, tại vì cái này nó dài hơn mà nó cao hơn tỷ lệ độ cao của cái chân giả này, cái này nó che lên cái độ dày về trần thôi. Nếu phòng nhỏ thì cái này nó khoảng 58 phân, còn nếu phòng 30 mét nó rơi được khoảng 10 phân hoặc 15 phân thì đấy. Đấy, tâm đèn nó đưa khoảng 800 đến 1 mét, 800 đến 1 mét rưỡi. Đèn đây là 5 mét này, 5 mét thì mình thấy là 4 đèn. Này chứ thể là đèn nó dày đi. Tại vì nếu mà mình dùng công tắc đúng không? Thể là nếu mà đặt dày lên thì 800 một đèn thì thể là dày lên nó đẹp. Thì lúc mình công tắc mà bật một cái đèn này son đen đúng không? Bây giờ mình đặt dày lên chứ. Sáu đèn đã đúng không? Có đèn. Giả sử lúc mà mình bật công tắc đầu tiên thì cái này sáng đúng không? Này sáng. Hay là máy này tắt đúng không? Cái nó cần hết thì bật hết lên. Thế bây giờ là đèn nó dày lên để nó đẹp phòng rồi. Nếu mà không cần thiết thì nên đặt đèn giảm đi, đặt công tắc, con trao công tắc.
chỗ này có thể là đèn xung quanh này. Đây là cái mặt bàn trần đây đúng không? Bàn trần này. Thứ hai là đèn chùm đúng không? Chùm cũng nhiều cửa lắm. Này thì chùm nó thả lưới. Nó thả lưới xong rồi cho cái chùm. Cường, cái ốp đây là phần gỗ hoặc phần gì đấy. Mình lau nhà đúng không? Lau nhà có nước rồi thì hỏng tường. Nên là thì là trên tường này.
màu nữa. Thật sự màu này cũng màu sàn gỗ, nhìn nó màu sẫm chẳng hạn đó. Thì cái ốp bên tường của nó màu cũng là màu thứ da này. Màu da để chuyển lên từ màu trắng, đó. Màu trắng, màu sáng. Đỡ thì lắc luôn. Nếu mà giả sử cái sàn này nó là màu gỗ tối hạn đúng không? Màu tối này thì cái bức tường này màu sáng này. Thì nó giao thoát lại cái sàn nó tại cái đường này. Thì cái này nhìn hơi cứng. Thì ra tới mức của trở lại sàn hơi cứng. Ra tới mức của tường cái sàn hơi cứng. Nên là mình phải theo ốp tường thêm cho màu chuyển xuống da nữa. Giả sử cái này nó màu tối thì cái màu này nó màu chúng ta màu phải sáng chút đúng không? Thì cửa nó màu sáng trắng thì hoặc màu sáng chuyển lên thì nó đỡ bị cứng. Thank you.
theo họ có thể khai thác thêm phần chỗ này đúng không? Phần chỗ trên TV này có thể là thêm một cái phần là chùa chút nhỉ? Trên này có thể là bằng những cái gì đấy trên này đúng không? Môn thủy tinh.
to me, whither must I wander? Hunger my driver, I go where I must. Cold blows the winter wind over hill and heather. Thick drives the rain, and my roof is in the dust. Loved of wise men was the shade of my roof tree. The true word of welcome was spoken in the door. Dear days of old, with the faces in the fire,